Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì như lời đã hứa thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi qua thế giới Ultra Space nha mọi người ơi. Đó, và đầu tiên thì mình sẽ tiến hành mở cổng bằng cái em Necroma này nha. Đây rồi, mở cái cổng rất là đơn giản luôn. Rồi, bay vào thôi. Đó rồi, thiết nghĩ là chúng ta nên bay bằng em Charizard này đi ha. Vào thẳng luôn thế giới Ultra Space nào mọi người ơi. Ủa, ghê. Wow, và đây rồi, chúng ta vừa đạt được thành tựu là Enter Ultra Space. Xịn xò con bò nha. Để mình xem cái render như thế nào đây. Đang để 12 chân đúng không? Ok, có vẻ như là khá là mượt đây mọi người ơi. Gần đây thì mình thấy một em Lavista. Ủa, cái gì á? Mình thấy có một em Pokemon thôi mà thách đấu ra mấy em luôn. Ảo ma vậy? Thôi, cho tôi chạy đi. Là sao mọi người nhỉ? Chưa hiểu lắm. Mình có nên thách đấu lại không ta? Ồ, lần này lại ra thêm 5 em Pokemon khác nhau nè. Chúng ta có được 2 em Lavesta, 1 em Rubrup, 1 em Rolai, 1 em Elgium. Ok, mình sẽ tiến hành mình đánh cái em nào mà mạnh nhất đi ha. Em này đi, Lavesta. Với đai đường mắt lên đánh cho nó chắc ăn mọi người ơi. Wow, lần đầu tiên mình thách đấu Pokemon ở trong cái Ultra Bay này đó. Khá là lạ lùng nha mọi người ơi. Và ở đây sao nó xài chiêu rất là lâu vậy? Mình có thể nào mình xài chiêu nhanh nhanh một tí được không? Lâu quá. Hay là qua đây nó bị lắc gì ta? Là Vesta đúng không? Đó, mình chỉ cái em level 60 này mà. À, rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục qua những em Pokemon khác nha. Tiếp theo đó là em Lavesta phía bên này. Ui, mình đánh Lavesta mà. Trời ơi, nó tự target vào cái em Elgium đó. Mình tính bắt ẻm nhưng mà nó tự target thì thôi vậy. Trời ơi, chơi rất là lầy mọi người ơi. Thôi, chắc mình sẽ tiến hành mình chạy đi mọi người ơi. Khó hiểu quá. Ô, đánh mấy em Pokemon này em cho mình nhiều đồ dữ ta. Ê, dưới đây có siêu đinh. Và cả những em Minior nữa. Nhưng mà khoan, bình tĩnh anh ơi. Latrier ra trận mới đúng bài nè. Mình sẽ tiến hành sát thương vào cái em Minior này nha mọi người. Đây rồi đó. Giờ nó mới sát thương đúng vào Pokemon mà mình target đó. Hồi nãy nó bị sao á, mình cũng chưa có rõ nữa. Rồi, qua tên mới đi. Để tôi đánh lại nào. Knuckle Stuck. Em này thì mình đã có rồi nè. Chắc cho lên đường luôn nha mọi người ơi. Dãnh của tỏi nha. Ok, qua một tên mới nữa nào. Tiếp tục. Ôi dồi, em này có máu đau quá vậy. Đây là LGM. Vẫn dãnh của tỏi luôn nha mọi người ơi. Và chúng ta hết cái trạng thái Dynamax rồi. Ok, không sao. Minior. Mình sẽ tiễn em này lên đường luôn nha. Dãnh luôn không ta? Dãnh của tỏi. Rồi đây rồi. Còn đúng một em Pokemon. Và em này là Pokemon hóa thạch.
tên là Shielding nha mọi người ơi. Em này thì mình sẽ cho Zangu ra trận để mà tiến hành bắt ẻm luôn. À, cơ hội mấy năm có một. Tiện. Phone sweep em thử một cái mọi người ơi. Ui. Có vẻ như là dùng chiêu hệ thường đối với em này tác dụng không có cao lắm. Thôi thì để mình dùng thử quả Ultra Ball xem như thế nào nha. Shielding. Ui. Em này đang ở dưới một cái hồ nước hả? Và Ultra Ball. Ui vẫn chưa thành công mọi người ơi. Hơi khoai. Ok, tên thứ 8. Chúng ta cũng có thể ứng dụng và quả Thunderbolt để xem như thế nào luôn nha. Và Thunderbolt. Lần này thì yes. Ui, chúng ta đã có được em Pokemon hóa thạch rồi nè. Ngon lành cành đào luôn. Em gì đây? Là Vesta đúng không? Ủa ở đây có khá là nhiều Pokemon mọi người ạ. Bên này có em Pokemon gì nữa nè. Đây là Raptee. Ôi cấp 98. Ôi đúng là Pokemon bên cái thế giới Ultra mọi người ơi. Cấp rất là cao luôn. Mình có thể tận dụng cái thế giới Ultra này để mà tiến hành farm level được nha. Và Whipburn. Ôi thành công. Ôi một em Pokemon cấp 98 đầu tiên của mình nè. Ý, bên này có một em Pokemon mặt trăng mọi người. Trời. Em này là Lunastone. Đó. Thì hên quá mọi người. Em đứng một mình thì mình mới tiến hành mình bắt nha. Em mà đứng nhiều mình thì mình không chơi đâu. Pokemon bên này cấp cao lắm. Giống lại. Và Whipburn thành công. À. Mình đã được thành tựu gì đây? Bắt 25 Pokemon hệ tâm linh. Sẵn kiểm tra cái Pokédex luôn. Uầy, 39% rồi mọi người ơi. Cũng được tầm một nửa rồi đó. Ui, Tyranitar. What the hell man. Cái em Shrekly này mới được. Dạ. Tyranitar cấp 100 mọi người ơi. Có thể áp dụng để mà bắt được nha. À. Đúng rồi. Mình phải xài những cái chiêu mà target cá nhân thôi. Đây nè, mắt nước cồ nè. Ui, mình sợ xài vào cái em Tyranitar này quá. Ui, dãnh cứu tỏi rồi. Không sao. Icicle Grab, mình sẽ xài vào em Golet này nha mọi người ơi. Ui, đau đó. Ổng ăn thua rồi. Đổi qua Eternatus đi. Dynamax Cannon. Đó. Phải trỏ đúng mục tiêu nha mọi người ơi. Rồi. Mình sẽ xài một tên nữa vào cái em Cracky này nha. Gánh cứu tỏi rồi. Ui còn mỗi Tyranitar nè. Ây da. Cái gì đau vậy? Tiện thì mình sẽ tiến hành bắt ẻm luôn bằng quả gì trời. Chắc thử quả Ultra Ball thử nha. À quên, Heavy Ball thử nha. Tôi nhầm. Nói nhanh quá tôi nhầm luôn nè. Heavy Ball ra trận. Và lần này yes. Ui. Gì Pokemon gì nữa rồi trời. Em này là Garganax. Ui, em đi mấy mình lận mọi người. Ui, có cả gu lứt ở đây nữa nè. Đó. Mình phải ném ball cho đến khi nào mà em đi một mình thôi. Mình mới tiến hành mình bắt được nha. Đi nhiều mình là chúng ta hơi bị cực đó. Và vẫn là Whip Ball thôi. Wow, thế giới này toàn Pokemon level cao thôi mà. Đi. Ý, Whip Ball không thành công rồi. Cấp 76 hả? Làm thử một phát Max Strike này thử coi.
Vậy trong cái đen có em Pokemon gì nhìn quen quen vậy? Charizard mọi người ơi. Dựa ảo dữ. Kinh thật. Charizard mà nằm trong đen luôn. Wow, đúng là thế giới kỳ diệu, cái gì cũng có. Vẫn tiếp tục là Max Strike nha mọi người ơi. Ui, giống hẹo Jangu quá. Làm phát nữa đi. Phát cuối vậy. Ôi ôi. Không ăn thua rồi. Đổi qua Necromai nha mọi người ơi. Tên thứ 6 rồi. Chắc mình vẫn dùng quả Hammerball đi ha. Quả này dù gì thì tỷ lệ nó cũng hơi cao cao đó. Thử coi. Và Hammerball. Ui chưa thành công rồi. Gì? Chơi hồi máu. Trời ơi. Chơi lầy nè, chơi hồi máu hả? Không ổn lắm mọi người ạ. À. Hồi máu rồi. Vậy thì chắc phải spam Thermoball một tí vậy. Ui, gan gây nắc. Nhìn hình dáng nó là xịn sò luôn mọi người. Wow. Nhìn như một cái tòa kim tự tháp trẻ đôi vậy. Ok, tôi tiếp tục tôi xài Thermoball luôn. Để coi như thế nào. Tôi chơi lớn luôn nè. Và ui ui, vẫn chưa thành công. Em chơi mà em recover liên tục mọi người ạ. Vẫn tên thứ 13 nha. Chúng ta vẫn cứ tỷ lệ là 4x. Nhưng mà chưa thành công lắm nè. Chắc chuyển qua thử Hibibon nha. Ui. Trời ơi, chuyển qua Hibibon thì lại thành công. Đi Ken Rock, em này mình cũng chưa có nè. Tiện, spam thôi. Đây. Đúng là Pokemon level cao. Xài Whip Ball không có thành công được. Ui trời mưa luôn rồi. Để coi, lần này thì... Yes. Ôi ơi, ít ra nó cũng phải là như thế. Game Ellie game này mình cũng chưa có nè. Ellie game. Ấy, đứng lại, đây rồi. Đó. Có công spam ball thì có ngày chúng ta sẽ bắt được thôi. Phải cố lên mới được. Và Whipburn. Đây rồi. Yes. Ôi. Đúng là lần đầu tiên có những em Pokemon level cao á mọi người ạ. Sợ thật. À, các bạn lưu ý là bên thế giới Ultra này chúng ta không có thể ngủ được đâu nha. Ngủ là cái giường nó sẽ bị nổ tung đó nha. Nguy hiểm lắm. Ê, phía này mình thấy một em Paragon màu đỏ nè. Gì kỳ vậy rồi? Sao nó màu đỏ rồi mọi người? Ảo vậy? Ý. Quăng nhầm, quăng nhầm. Quăng những em Paragon này mới được. Em này mới cấp 30 thôi mọi người. Ấy rồi. Uầy, Paragon màu đỏ, lần đầu tiên thấy luôn. Chà, thế giới Ultra nhiều điều mới quá. Xịn. Và Whipburn. Ui, chưa thành công. Còn tấn công ngược lại tôi nữa chứ. Gan quá hen. Làm tôi tê liệt luôn hả? Ball sweep nè. Này thì tê liệt với tôi. Nghĩ sao vậy? Dù gì thì Jangu của tôi cũng cấp 95 rồi đó. Xài level ball luôn nè cho máu. Và... Ui, chưa thành công được. Không sao. Tên này không thành công thì tên khác có gì đâu. Level on tiếp tục nha. Ui, em Paragon màu đỏ này nhìn đẹp nha. Mình rất là khoái mấy em Pokemon hình dáng lạ này nè. Ui. Đúng là danh bất hư truyền mọi người. Những season trước mình cũng bắt em này rất là khó luôn. Season này thì cũng tương tự. Không có gì thay đổi. Pagan. Pagan đầu đỏ. Và lần này chưa được luôn. Mới có tên thứ 5 mà. Tên 5 tên 6 rồi mọi người ạ. Thôi thì từ từ vậy. Đấy rồi. Ui, Pagan. Đây là Hunter Firm mọi người ơi. À,
Ra là đây là một cái form mới hả? Paygon. Ồ, nó có được dạng shiny và dạng alter. Ui, xịn đấy. Còn em nào alter nữa không ta? Bình tĩnh lại anh ơi, anh bình tĩnh chút đi. Đây, Pokemon gì đây? Arcanine. Ủa, dạng lạ quắc vậy. Đúng là dạng alter nữa nha. Level 100 mọi người ơi. Kinh khủng quá. Mình vẫn giữ quan điểm có công spam là có ngày bắt được mọi người ạ. Cứ tự tin lên, không sao. Whitbon nha. Wow, Arcanine màu đỏ. Được phá. Ui, vẫn chưa thành công. Con này thì đánh vàng gu khá là đau đó. Con sweep em một cái thôi. Chết rồi, mình đang bị tê liệt. Căng đó. Đại này mắc lên mới được mọi người. Để mà tăng cái chỉ số máu của mình lên cái đã. Đây rồi, đây rồi. Cổ máu một phát nữa đi. Ui, ui, không thành công rồi. Căng dữ ta. Em này mình hết biết bắt mặt quả gì luôn mọi người ơi. Bạn nào mà biết mình bắt bằng quả gì á, đối với những em level 100 á thì nhớ comment cho mình nha. Gấp mà tối đa luôn rồi, kinh khủng thật. Quá kinh khủng mọi người. Thôi chúng ta spam Thunderbolt vậy. Lần đầu qua thế giới quân tra hơi lạ lẫm. Vẫn là Thunderbolt. Và lần này yes, lại thêm một em Pokemon level 100 nữa đã được thu phục. Ê, cảm giác nó đã lắm mọi người. Để mình coi thử nha, Arcanine. Ồ, đây là dạng Hisuian. Mọi người, dạng Hisuian. Nó có mây dưới chân. Wow. Ê, bên này có một em Pokemon gì đó nhìn lạ quắc vậy. Ủa. Em này quen lắm. Đây là Rocklot. Trời ơi, một em rồng mọi người ơi, cấp 100 luôn mà. Quá là kinh dị. Và vẫn là Whitbon nha. Lần này thì chui thành công được. Ui, em còn có một em Pokemon nhỏ bay cho trên đầu nữa kìa. Chết rồi, mình bấm nhầm chiêu gì rồi. Không có tác dụng luôn chứ, đau đầu chưa. Dynamax lên, nạm pha đi. Va chạm tí mọi người ơi. Ủa, đau đó. Đau quá mọi người ạ. Thôi, bắt thôi. Giờ mà đánh, đánh cũng đâu lại đâu. Gấp 100 lận. Đau bò lắm. Và Thunderbolt lần này. Yes. Why? Đã vậy. Cái này là em miner đúng không? Em này như nãy mình bắt không được thì vậy. Đây rồi, miner. Cứ gọi người ta là miner hoài, hèn chi bắt không được, đúng rồi. Đây nè, Whitbon ra trận nha. Và lần này thì, ui, vẫn chưa thành công mọi người. Mình mà bắt lâu quá thì cái em này em sẽ phát nổ đó. Nói chung thì cũng căng thẳng lắm. Rồi, thiết nghĩ nhanh lên là con sweep em đi. À quên, nó gọi là chiêu max strike chứ. Nhưng mà phải đứng như thế này để làm tăng cơ một tí mọi người. Tôi cho Thunderbolt ra trận luôn. Bây giờ qua thế giới này rồi, lớn nhỏ gì tôi cũng cho Thunderbolt hết. Bí đường rồi, không biết dùng quả nào đâu. Thunderbolt không thành công. Ừ, nói chung thì cũng đúng. Vậy thì khai mạc bằng mấy quả Ultra Ball vậy. Không quả này thì tôi xài quả khác, có gì đâu. Ultra Ball nha mọi người ơi.
Để coi. Ui, bài vẫn chưa thành công luôn. Đây rồi. Về dạng bình thường thì mình sẽ tiến hành phone sweep em thôi. Ui, em đổi màu nè, em qua màu tím. Tiếp tục phone sweep phát nữa nha. Đây rồi, còn đúng một máu. Ui, đau thế. Cho em Yasian ra trận nha. Ứ Thunderbolt mà quăng thôi mọi người ơi. Cũng là tên thứ 7 rồi mà. Có sao đâu. Thunderbolt. Về lần này. Yes. À, ui. Tính ra được rồi mọi người. Qua bên vùng này hả, mình bắt được khá là nhiều Pokemon mới luôn. Ui, gì đây em, gì đây? Cyndaquil hả? Chết rồi, phải thì hồi phục lại cho Zengu cái đã. Bình tĩnh mấy anh. Cái gì mà sồ sồ vào em dữ vậy? Đây là Cyndaquil. Mình chưa có luôn. Một em chuột lửa. Cũng nằm trong bộ Pokemon khởi đầu thì phải. Và Whipple thành công. Trời ơi đã. Đó. Mọi người thấy không? Ứng spam. Spam tới chết luôn thì may ra. Và vẫn là Whipple nha mọi người ơi. Cố lên nào. Lần này thì yes, thành công dễ dàng. Ui. Ở bên đây có một em Lycanroc nè, mình có chưa ta? Ui, Lycanroc mình có chói cái dạng 4 chân thôi. Cái dạng đi bằng 2 chân này mình chưa có. Tranh thủ mọi người ạ. Nào, đừng có giấy tôi. Tôi chỉ muốn solo sòng phản thôi. Đừng có giấy tôi. À quên mất, nãy giờ mình đang ở cái vùng. Từ, đau. Trời ơi. Tôi nói là đánh từng em thôi, đánh gì mà đánh lắm vậy. Ơi là trời. Đây rồi. Ha. Giỡn với tôi, lần này thì Whipple ra trận nha. Để coi. Và yes, thành công nha mọi người. Ủa, chúng ta đạt được thành tựu là bắt 25 Pokemon cà đá hả? Ngon bộ. Một cái kiến trúc gì đó nè. Tên tèn có lối đi xuống nhưng mà không có gì hết trơn hết. Ờ, tụi này tụi kiếm thử coi có gì hết không. Ui. Nữa. Có khách tới chơi nữa. Tha cho tôi đi. Em này là boss à? Ok, dưới em boss này còn gì nữa không? Ô, một cái rương. Ô, một cái ultra. À, đây là bíp chết. Bíp chết này ngon đó mọi người ạ. Rương này cũng được luôn. Nữa, kiếm chuyện nữa rồi. Ôi, Cosmos Spawn. Ê ơi. Tranh thủ mọi người. À, Cosmos. Đây là em tiến hóa lên Sol Galeo và Lunala của chúng ta nè. Và Cosmos thì em ở đâu đây? Ở dưới à? Chân mình à? À đây. Tên. Mình có thể đi một mình được không? Mình là với cái bọn hàng xịn thì mình đừng có đi chung như vậy được không? Trời ơi. Nó đi đông quá mọi người ạ. Trời, nó đi đông quá mình sợ nha. Không phải gì chứ mình sợ thật. Đây rồi. Hotmod. Em này thì mình sẽ tiến hành bắt bằng Whipple thôi nha. Trời ơi. Và lần này thì... Ủa?
Ủa bắt dễ vậy? Khó hiểu. Có smog. Đây rồi, em này, ui có chiêu teleport nha. Lần sau nếu mà bắt có smog thì chúng ta nên cẩn thận. Em này là cộng speed nhưng mà trừ special attack. Trời ơi, một cái chỉ số không có được ngon cho lắm mọi người ạ. Ô đây là khối sắt à? Ờ, ảo ma vậy? Mấy thứ mình đào được không? Hình như mình nghĩ mấy cái khối sắt này đào không được đâu. Nhưng mà thử một cái coi sao. Đào được hả? Và chúng ta bị cái hiệu ứng gì nè? À, đào ở cái thế giới Ultra thì chúng ta sẽ bị dính độc. Mới, hay nha. Đây rồi, spam đã đời nó mới được đó. Nói chung là anh em có thể sử dụng cái trick của mình cũng khá là thành công đó. Ui, và Ultra, ui quên, Bitbone thành công nha. Trời, tí nhầm Ultra. Ui, em hit more này mình chưa có nè, tiện luôn. Ui, tiếc nhờ, mình mà có nhiều cái Bitbone nữa thì hay biết mấy. Đây rồi. Ui, rắn đá. What the hell? Onix mọi người ơi. Cấp 80 luôn mà. Kinh dị thật. Hãy là một người đàn ông, đi ra solo 1-1 đi. Đây rồi. Trời ơi, nó một cái đó, tự nhiên nó chạy ra nó solo 1-1 luôn mọi người ơi. Vẫn là Whitbone nha. Và lần này, yes. Trời ơi, cút luôn. Giỡn mặt, trời ơi. Đây là Covid Knight. Nhưng mà em bay rồi. Spam lẻ lên. Ây rồi, cách 100. Ơi, gì ghê gớm vậy. Một cái bọn bên đây toàn là quái vật không à. Ui, chưa thành công rồi. Càng. Ui, mắc sai không được. À, biết sao không được rồi. Em là Pokemon Pokemon hệ ma. Trời ơi, hệ ma chắc mình lấy hệ bò mình đập cho chết quá. Ui, mắc nước cồ này đi. Ui, dành của tuổi tôi rồi. Hệ ma thì em đấu, em đánh chiêu với hệ thường không có tác dụng mà ta. Chắc em không xài chiêu hệ thường. Ok, gấp 100. Hammer Ball luôn. Ngại gì bất bẩn. Dạ, đánh đau nha. Ui, đúng cấp cao vừa. Mới tên thứ 8 thôi, cố lên. Ui, đây rồi. Ấy. Đứng lại. Đứng lại bạn ơi, go lứt mọi người ạ. Wow, những em Pokemon cực hiếm luôn xuất hiện bên này luôn. Và Whitbone, ôi chưa thành công. Ok. Chưa thành công thì tôi xài chiêu khác, Max Strike. Ui, nó bảo là không có tác dụng nhiều với lại go lứt nè. Ui, mình xài chiêu hệ bọ này có vẻ ok hơn nè. Mắc Butterfly. À đây là Flutterby mọi người. Nó đọc ngược. Nó là đọc một cái từ khác. Trời ơi là trời. Phone sweep lại cái nữa rồi, có tác dụng không? Không có tác dụng. Vậy là em này thuộc hệ ma à? Hệ ma nó mới không có tác dụng vậy chứ. Thôi thì tôi xài Heavy Ball vậy. Trời, Heavy Ball cũng không được luôn. Tiếp tục thêm quả Heavy Ball nữa đi. Wow, em này nhìn đẹp vậy.
hùng vĩ nữa. Yes. À, quá ngon lành mọi người ạ. Oh, đây là Ultra Plan. Ủa, cái cây trụ này nó giống cái... nó giống một em Ultra Beat gì trời. Ừ, Pokemon gì đây? Đây là Delini. Ui, mình cũng chưa có mọi người ạ. Vậy, Totrick City hả? Pokemon gì lạ quắc vậy? Đây nè, Totrick City. Có cả Machamp nữa. Ui, nguyên dàn Pokemon này mình chưa có em nào luôn. Nhưng mà để đấu thì hơi nhức đầu mọi người, cấp cao lắm. Từ từ đi. Chúng ta cứ bắt những em Pokemon với hình dáng bên ngoài mà mình chưa có trước đã. Những cái em mà đi theo cái line-up á thì mình sẽ bắt sau. Từ từ rồi nó cũng nhừ thôi. Còn gì nữa trời. Đây là Stunfisk. Ui, có cả em Dracozone nữa nè. Nhiều Pokemon phết ấy. Em Pharos luôn hả? Trời ơi. Ý, có Porygon luôn hả? Oh my god. Trời là trời. Ui, sao mình tận hưởng cái chỗ này nó giống như thiên đường á mọi người ạ. Em nào luôn có hết đã vậy. Dạ. Stunfisk không thành công rồi nè. Tôi cho chịu hề bò ra nha. Ây da, hẹo rồi. Em này thì mà hiện tại mình cũng chưa có biết là bắt cần quả gì nữa. Nên là cứ xài Thunderbolt vậy nha. Và thành công. Ủa, ngon. Mà chém. Trời, nó còn giác thêm mấy con thực sĩ của nó theo nữa chứ. Đây là Gerudo mọi người ơi. Mà chém. Gì nữa đây, Vicavon. Quá nhiều Pokemon xịn rồi. Đấy rồi, Machamp chứ tôi dễ Whitbon nè. Và lần này, ui, Machamp bắt không được rồi. Gì ghê vậy biết. Behemoth Black. Đây rồi. Giỡn mặt với tôi. Mời chêm. Không biết giờ trời đen tối hay sáng nè. Úi, Ultra Ball thành công nè. Electro cấp 100 luôn. Cũng chưa có mọi người ạ. Kinh dị thật sự. Cái dàn Pokemon phía này là mình sợ quá. Ôi, toàn cấp 100 không à. Chơi chắc không nổi. Và Whitbone lần này. Ồ, chưa thành công rồi. Mới dùng hệ bò này cũng được. Tại tỷ lệ 1-1 mà, đâu ảnh hưởng nhiều đâu. Đây rồi, 22%. Ok, và tiếp tục là Ultra Ball nha. Và yes. Trời ơi. Chạy đâu cho khỏi nắng hay em. Ui, Vicavon. Ui, Electric. Ủa. Ủa. Gì ngon vậy. Em này hả. Nó xài Liverpool đi ha. Electric. Đây cũng là những em Pokemon mà chúng ta phải trứng để mà nở ra đó nha.
Ấy và chưa thành công rồi kìa. Thôi để mình phone sweep em cho em đi luôn đi chứ. Xuống một máu ngay. Ok, làm gì nữa? Wonderball luôn. Trời ơi, không ngại gì hết trơn. Trời ơi, cũng vậy. Thôi, vậy tiếp tục bằng Liverpool vậy mọi người. Em này nhỏ nhỏ nhưng mà bắt khó quá ta. Liverpool phát nữa có đau. Và lần này thì đây rồi, không có phụ lòng chúng ta. Tan đây nè. Trời ơi. Vẫn là Whitbone thôi nha mọi người. Em này chắc chắn là hệ thép rồi đúng không? Có thể sử dụng hệ đất nè. Không, trước tiên là Whitbone nó đã thành công rồi. Chưa cần tính tới cái chuyện sau. Ừ. Em này hồi nãy mình thấy nè mình chưa có. Hello Gerder mọi người. Cái gì vậy, cái gì bu quá vậy? Chưa đủ nhiều sao á. Đây rồi. Tiếp tục là Whitbone thôi nha mọi người. Ui, cái trụ kế bên nó có cái Big Jet kìa. Tôi tính nói là Whitbone nó không thành công, xui thì chứ. Thôi, thôi thôi thôi. Cái gì đánh đau vậy? Đánh vừa đánh phải đánh ghê quá vậy. Hồi lại máu cho Zengu thôi nào mọi người. Vậy thì chắc phải phone sweep rồi mọi người ạ. Đánh cho nó chắc kèo. Một máu chứ nhờ. Phone sweep lại cái nữa đi. Hồi nãy chưa đủ một máu mà sung quá. Thunderbolt vậy. Dù gì đây cũng là một cái tên thứ 8 rồi. Và lần này yes, chúng ta lại có thêm em Pokemon mới nữa mọi người ạ. Đây rồi, đây rồi. Pokemon hóa thạch là chúng ta phải bắt cho nó thật là kỹ càng nha. Đây rồi, một máu nha. Amaura. Em này chắc mình thử bằng Ultra Ball thử biết sao. Trời ơi, quá dễ luôn. Amaura. Ui, cái này. Ồ, em gì đây, em gì đây. Ngon lành nè. Rotic City. Mình cũng chưa có luôn mọi người. Đây rồi. Rotic City. Thôi thì tiễn em lên đường bằng quả Whitbone nha. Chúng ta chỉ còn có 24 quả thôi. Nhanh quá mọi người ạ. Ui, đau 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 đau. Đau vãi chưởng luôn. Ok, tiếp tục là Thunderbolt. Ui, Cosmos Ball nè. Tranh thủ thôi. Cosmos. Đâu nè, phía này à? Tha cho tôi. Cosmos. Thôi thì phải đập cái này ra thôi mọi người. Hết cách. Cosmos. Ngon lành.
Lần này thì mình sẽ tiến hành bắt ẻm luôn bằng football tiếp nha. Mới cấp 30 mà. Rồi chúng ta cứ thoải mái này thôi. Phá Wishbone. Ui, chưa thành công luôn. Cần nó chưa? Không thành công thì phone sweep vậy. Giờ thì chuyển qua quả gì nhờ? Chắc là chuyển qua Liverpool đi ha mọi người ha. Để coi. Và lần này, ôi vẫn chưa thành công. Căng nữa. Vẫn tiếp tục là Liverpool nha. Hay xài Ultra Ball nhờ. Và trời ơi. Ui, tên là bọt mất tiêu rồi. À, chơi mà tên là bọt. Chơi giờ. Đứng lại. Tên là bọt xong ra gọi hội đồng đúng không? Chơi kỳ chơi cục. Whitbon xuất chiến. Lại một lần nữa nha mọi người ơi. Ôi, mình nghe cái bẹp rồi kìa. Và thành công. Alvarez này thì mình chưa có. Tranh thủ thôi. Alvarez nha mọi người. Tiếc nhỏ sắp hết Bitcoin rồi. Mà Pokemon vùng này nhiều quá. Và trời ơi chưa được rồi. Không sao, mình vẫn còn cao đinh. Ra làm tăng cơ vậy. Tiếp tục là Fastball. Và lần này yes. Wow. Quá nhiều Pokemon xịn. Talent. Ui ui. Mê tan ở đâu nhiều chứ. Chưa có mê tan luôn. Tranh thủ mọi người ơi. Mê tan chắc bắt cũng lâu nữa. Nãy bèo đâm bắt còn không được mà. Mê tan thì bắt tiếp chừng nào mới xong ta. Tận tích dưới này ạ. Thế không thành công rồi. Full sweep nha. Mình sẽ cấu máu ẻm cho xuống đúng còn một máu thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Mê tan này nhìn vậy chứ khó bắt lắm mọi người ạ. Một những Pokemon sau này có thể tiến hóa lên á thần Metacross. Đó. Nói chung là cũng kinh khủng lắm. Thôi, cứ tiếp tục bằng Ultra Ball thôi, có gì đâu. Bây giờ đào nha. Mình vừa phải được không? Ultra Ball phát nữa đi. Biết đâu, để coi nào. Trời ơi, khó đó. Đây rồi, nghe cái bẹp rồi. Trời ơi, bèo đâm bắt không được. Nhưng mà Metan thì bắt được nha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay mình đã bắt được hai em Cosmos. Và chúng ta bắt được rất là nhiều những em Pokemon mới và level siêu cao. Từ 70 tới 100 ở tại cái thế giới Ultra này rồi nha. Rồi, nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.